Tìm hỏi soi tính cách và nhận quà ngay từ website Milo. Rồi Cưng, điểm mạnh điểm yếu Cưng sao nói luôn nè. Điểm mạnh em thì hơi nhiệt huyết trong công việc, vui vẻ, hòa đồng. Điểm yếu em hơi nóng tính xíu. Hơi xíu hả? Nóng tính làm gì? Quăng giày. Quăng giày. Dạ không anh ơi. Bực thì em nói, còn không thì em im lặng em nói. Ờ, chứ không phải quăng giày, ông Linh nói em quăng giày. Dạ không. Kìa. Bởi đơm đặt á thiệt á. À, em trai. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Điểm mạnh của em thì nói chung cũng độc lập, như tự lập, vui vẻ, hòa đồng. Trong công việc thì cũng làm gì không được, cũng cố gắng làm cho được vậy thôi. Còn điểm yếu đơn giản em ăn cay không được. Dễ thương nhờ, ăn cay không được. Em ăn cay được vậy. Điểm đâu phải điểm yếu đâu. Ăn cay không được tốt gì đâu, ăn cay nhiều quá nó hại bao tử. Em có mấy mối tình rồi? Em cũng sơ sơ cũng có vài mối tình mà. Dài là mấy mối? Cũng gần đây cũng có một mối khoảng năm mấy nay. Vì lý do công việc em gia đình gái không thích. Gì? Tại vì em chơi bên năm tan ánh sáng rồi đó, rồi với lại lái xe gia đình cũng không thích, cho nên không đi tới được hôn nhân. Trời ơi, gì kỳ vậy? Em gái em chịu cái nghề bên đàn trai không gái? Lái xe. Lái xe nè, làm cho âm thanh ánh sáng, tiệc cưới âm thanh ánh sáng đồ. Âm thanh ánh sáng được anh. Ừ. Đâu có làm sao, nghề nào cũng vậy, anh tu là con người thôi. Quan trọng là con người. Tánh tình thôi. Tánh tình con người. Vậy em có mấy mối tình rồi? Em á cũng 2-3 mối. 2-3 mối rồi. Dạ. Rồi cái mối dài nhất là nhiêu? Chắc 2 năm mấy mà xa, ở xa. Yêu xa hả? Dạ. Vậy là nay gần rồi đó, khỏe ha. À, bạn gái em chia tay lâu chưa? Cũng 5 mấy rồi anh Quyền Linh. Còn gặp nhau không? Ta lấy chồng rồi. Có gặp nhau lấy chồng rồi, từ lúc lấy chồng có gặp nhau không? Gặp cũng không dám nhìn nữa, tại sợ phiền phức người ta có chồng rồi mình tới luôn chi nữa. Thì cứ nhìn thôi mà. Cũng ở gần sớm luôn. Gây sớm luôn hả? Có khi nào tối nằm mơ thấy cổ không? Không luôn, từ lúc chia tay tới giờ không nằm mơ thấy luôn. Lo đi làm không? Dạ chào cô. Chào Cưng. Ừ. Thế người ta thật thà nằm mơ, tôi còn không dám nhìn nằm nữa đó. Mơ chi nữa, thôi rồi còn mơ chi nữa, ông này số bậy số bạ không à. Rồi giờ sao nè, bây giờ mong muốn cái người bạn gái của mình sao nè? Dạ cũng đơn giản thôi, dễ nhìn là được, công việc nào cũng được, ổn định kinh tế là được. Ừ. Còn như vấn đề tật xấu thì sao cũng được, miễn sao hiếu thảo với ba mẹ thì dù có xấu có nào em cũng chịu được. Rồi bây giờ em mong cái ngoại hình của cái bạn gái của mình á ra làm sao? Dạ. Trắng hay đen, cao hay thấp, tóc ngắn hay tóc dài, mặc quần áo, ví dụ mặc quần, ví dụ vậy đó. Tưởng tượng thì chắc có bận rồi. Tưởng tượng thì chắc có bận rồi. Ý là chị hỏi mặc đầm hay là không, lẽ ta tưởng tượng không mặc quần. Đầm hay là mặc quần? Mà mối thì mà hỏi kỳ quá. Tao nói kệ tôi. Không lẽ tưởng tượng không mặc quần. Mắc cười quá. Chắc bận đầm quá. Để anh Quang coi có mặc đầm giống em tưởng tượng nha. Anh. Rồi, chào em gái Cai Lậy. Dạ. Em gái Tiền Giang. Dạ, em muốn người yêu của mình như thế nào? Dạ, chung thủy là được. Ừ, chung đừng thủy. Đừng có gái gú, đừng có đánh bài, cá độ gì hết. Lo làm ăn là được ạ. Có chung thủy không? Chung thủy. Có gái gú không? Không, không biết hút thuốc rồi mà gái. Không hút thuốc hay được. Đánh bài. Dạ không anh. Có bạc rượu chè gì không? Nhậu thì chút đỉnh được, ba sĩ được. Ba sĩ mấy anh? Bốn sĩ lặng lít đó. Em với em sĩ nó anh đủ lít. Ừ. Ba sĩ được ha. Dạ. Giờ mình uống được không? Em cũng la ra về ly. Mẹ hả? Về hai chồng mỗi người làm ba sĩ ngủ luôn. Không, em không tới ba sĩ đâu anh. Bây giờ là mong muốn đi, tưởng tượng đi bệnh sao? Em mong muốn cái người đàn ông của mình sao, giống anh Quyền Linh không hay sao? Giống anh Quyền Linh càng tốt. Càng tốt hả? Biết cách ăn mặc là được rồi. Biết cách ăn mặc. Ok. Ờ, anh không có biết ăn mặc em ơi, anh muốn mặc gì anh mặc à. Đây giống anh hồi lúc đó anh cũng ốm nhách à, cũng đen thùi lùi trang vậy đó. Tại em giăng nắng mới đen chứ em không giăng nắng đâu đi. Thấy không? Vậy thôi bớt giăng nắng chút xíu đi nha. Trắng trắng chút. Em gái đi với ai? Dạ em đi với mấy chị với em đồng nghiệp ạ. À, mấy chị em đồng nghiệp. Mình cho ý kiến coi nào. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cùng quý vị khán giả. Em muốn chia sẻ một chút xíu với anh trai là Ngọc của tụi em là một người có chút thẳng thắn và nóng tính, nhưng mà mình thấy là một người rất là chân thật, cho nên là em cũng có một lời khuyên nhỏ với anh chị là mình hãy dành cho nhau chút thời gian để tiến tới xa hơn vậy về đoạn đường sau này. Dạ em xin hết. Rồi, cảm ơn nhà gái. Ở đây á, anh đánh giá sơ sơ nè, không phải gần nhà nó nói đâu, thì thật lắm, thật tới mức mà nãy nó có 3 xì rượu là chắc là đây là con người rất là chân tình mà chân thật luôn á. Đi với ai em trai? Đi với mẹ với dì. À có mẹ dì hả? Em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào cô bé. Hiếu thì nó có hiếu lắm. À. Đi đâu đi chứ cũng chạy về coi mẹ làm sao.
Dạ. Coi mẹ đi làm công ty mẹ về có mệt không? Tối ngày đi ở cứ với công ty không, cũng không có ở nhà. Thử ra con bấm nút với lại con của cô á, cô làm dâu á, thì cái chuyện làm dâu thì khỏi lo. Dạ. Bây giờ hiện đại lắm. Bây giờ chồng với con dâu cũng như là bạn thôi. Ừ. Nhưng mà với điều kiện con dâu phải biết chuyện. Bà vợ chồng cũng vậy luôn. Chứ đâu phải mà thí dụ như về bà vợ chồng cà chớn rồi con dâu nó lấy gì mà nó thương bây giờ. Thành thử ra thôi bây giờ chị con nó đen đúa vậy. Chứ nó có hiếu lắm, con đừng lo. Dạ. Không có biết uống rượu, cà phê, không có gì hết. Dạ thôi vậy đi, tới đây hết. Dạ. Cảm ơn mẹ. Xúc động không? Hả? Vậy đâu vậy đâu? Không, ngồi thấy nghe mẹ nói xúc động như sợ luôn. Thương nói mẹ mà. Em muốn nói mẹ gì không? Chúc Vinh ơi. Nói hồi khóc sao luôn. Xúc động rồi. Không, nói chung là con trai vậy là biết thương mẹ lắm á. Rồi, mở rào. Hát cho quên cái xúc động rồi đi nha. Bắt đầu, bước tới hát tặng bạn gái cái coi. Anh có bỏ qua em. Dạ dạ, cảm ơn. Nếu như ta vô tình gặp lại nhau thì hãy hứa không được buồn em nha. Rồi được em ơi. Hát tiếp luôn, tiếp luôn. Nhớ hát. Nếu như ta vô tình trông thấy nhau thì đừng cố âm ảnh để làm chi. Từ từ đi nói. Trời ơi. Chọn nữa đi, đang hay rồi. Mà dạ thôi được rồi. Hát hay hát đi à. Tính lỡ chờ em trong xót xa, thao thức vì em sớm đêm lạnh lùng. Đêm nay thành phố mưa bay, đêm nay tình nhỏ mong chờ lạc tóc luôn. Được rồi, lên đây. Đêm đến không có gì, em gửi anh chút xíu quà. Rồi, anh cảm ơn em. Mở ra coi cái gì cứng. Anh cảm ơn em, dạ. Anh cũng rất thích cái áo này. Cái tại vì ở nhà anh bận áo sọc cargo nhiều. Dạ. Nhưng mà lên đây chương trình bắt phải bận áo trắng. Vậy đó hả? Mở ra coi vừa không? Coi vừa không? Dạ, vậy vừa. Mặc vô luôn đi. Mặc vô hát bài nữa nha. Ủa trời ơi, trời ơi, trời ơi. Vừa ít luôn, trời ơi. Cài phụ, cài đút phụ đi em gái. Quá trời rồi. Quá trời, trời vừa luôn á trời ạ. À. Em quay qua chụp hình để có gì mình lưu lại kỷ niệm. Rồi thấy cái hộp quá trả bển luôn đi đó. Nhận luôn cả hộp cả áo đi cưng. Trời ơi. Nhanh gọn lẹ luôn. Quay qua ảnh. Quay đứa gì. Áo đàng hoàng cuốn đó đi. Ừ. Cuốn đó mày không chỉ nhăn anh. Bà ngoại chỉ á. Làm như dọn đám cưới vậy. Chuyện nói rồi, chuyện rồi, đi. Chào em. Nói đi, cái bó lá dừa đó em làm sao? Lá dừa đó thì tự tay anh làm. Dạ. Làm bằng lá dừa non, dừa uống nước mình chứ không phải là dừa nước. Ủa này Hiếu tự làm luôn á hả? Ừ, lá dừa đó. Hiếu giỏi quá vậy. Tôi tưởng là ở ngoài chỗ nào mà. Là ở dưới làm bán cho những cái tiệc cưới á. Như một bó như vậy là từ giá khoảng chừng, nếu mình giao cho tiệc mấy cái tiệm su tu vô thì 150 trở lên. Ở bó làm khoảng bao nhiêu tiền? Bó em làm khoảng 200.000 giao khách. Chúc có lấy tiền không? Dạ, ai lấy. Thì em có thấy anh đen dữ không? Dạ không. Em không gầy đụng xô nhiều quá cho nên anh à. Đi ngoài nắng nhiều cho nên thấy dạ. Đen vậy chứ. Nếu mà thường không đi nhiều cũng nhã nhã bớt chút. Dạ. Anh gặp em thấy như thế nào? Thì đúng như cái người mà anh muốn tìm vậy thôi. Dạ. Thích cũng người mái tóc ngang không? Vậy. Nóng tánh cũng tốt thôi. Dạ. Sau này không có ăn hiếp được anh cũng đỡ lo. Dạ. Rồi sao hẹn hò đi chơi đâu bữa đầu tiên nào? Em ở đây hay là về quê? Chị em ở Tân Hương luôn ạ. À. Tân Hương luôn, ở dạ. Trọ hả? Dạ em ở trọ. Ở trọ gần công ty không? Dạ sát bên. Rồi hình như có cây xăng chỗ nhà máy gạo cũng có dãy nhà trọ. Dạ. Nếu mà hẹn hò thì đơn giản thôi. Em alo rồi, nếu mà Mỹ Tho thì anh lên đó khoảng nửa tiếng là tới. Dạ, vậy còn... Rồi mình đi ăn uống gì đó hay mà nói chuyện hiểu tính tình nhiều hơn. Dạ. Bây giờ dự định nếu mà cưới thì ở đâu nè? Em ở nhà anh được không? Trời ạ. Nói chung thì anh cũng dễ lắm. Dạ. Em làm dâu được không? Dạ.
Tại vì mẹ anh rất là mong một người con dâu. Dạ. Mong cháu nữa cho nên anh cũng hỏi. Bác thấy con được không bác? Thì bác thấy con với anh Hiếu cũng xứng đôi vừa lứa. Dạ. Ví dụ như giờ cho cơ hội thì hai đứa tìm hiểu rồi đi tới hôn nhân cho vui nhà cho cửa, chứ giờ bác cũng không muốn gì hơn. Dạ. Đó, bác kia cửa coi. Bây giờ nào đó vậy là bác nói rồi đó. Bây giờ là Hiếu lại nắm tay em gái đi. Nắm tay nói đi Hiếu. Đứng dậy em. Qua chương trình này anh cũng rất mong anh với em có cơ hội để tìm hiểu thêm. Em đồng ý thì em cho anh thời gian thì chuyện nào cũng được. Dạ. Anh cũng... Thì mình cứ tìm hiểu đi, được thì... Vậy chút bấm nha, vậy chút bấm nha. Dạ. Tiêu lon. Tiêu lon trước. Còn nữa. Tiêu lon. Lâu lắm. Đám cưới là đâu có mướn ai, chi tự mình set up được hết đúng không? Dạ được hết. Ừ, đám cưới với làm... bông đầu tay đồ làm hết. Làm hết luôn. Hy vọng cái bó bông ngày hôm nay thì tới ngày đó thì mình cũng sẽ cầm bó bông này để. Rồi để từ đây đám cưới luôn hả? Ở này để lâu lắm anh Linh, để cứ hai mấy tháng cũng được. Rồi tính. Lá dừa mà. Tức là ông canh là mấy tháng ông hốt rồi đó. Mấy tháng là làm đám cưới đó cho nên canh bông dừa này. Bây giờ nè, em gái hát tặng Hiếu một bài gì đi. Em hát nguyên trường quay vậy hết luôn. Hiếu hát bài nữa đi nào. Tay em hát tặng mày nữa rồi mình... Rồi em hát đi. Rồi em hát câu thôi nha. Rồi vô. Dạ. Mười ngón tay tô hồng nét môi, ngón cái bên dù ta trong tình đôi, ngón cái bên là ngón tay mơ mộng, ngón tay phía hồng giấc mơ. Thôi được anh chị ơi. Hai đứa giọng nó giống nhau dễ sợ luôn á. Được, được này tay gung quá chứ cái này. Không, rồi, hai đứa giọng lại nè. Giống nhau ghê luôn á. Rồi tới, tới Hiếu hát đó. Nắm tay hát đi anh. Hát nữa hả? Bằng lòng đi em mai. Đúng rồi. Bằng lòng đi em anh về quê. Gước má lên liền. Ngày mai đám cưới gước dâu bằng xuống ba lá. Ba má ngồi trên đầu ghe. Khúc sợ em quên rồi. Được á, có nói vui nhà vui cửa lắm á. Rồi để ta nút bấm đi Hiếu. Bấm nha em. Dạ. Đây 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 đây. Sau 3 tiếng đếm nha. Ông tiêu lòn luôn rồi bấm đi em kìa. 1 1 2 2 3 3 Vô. Khó ăn quá ăn. Nắm tay nhau được rồi đó, chính thức hai em đã hẹn hò. Cùng quá không ơi. Rồi. Đó. Rồi bây giờ hung hả? Hung. Rồi xin phép mọi người ha. Không có, không có ông. Ông hung đây là cha hung con không nội. Đây. Hung ở má. Chúc hai em hạnh phúc nha.